Xin chào anh chị em trong danh của Chúa Giêsu Christ. Một trong những buổi thông công mà tôi có mặt thì tôi được người anh em trong Chúa khác chia sẻ nội dung mà tôi chuẩn bị chia sẻ ở đây. Đồng thời, Chúa cũng dạy riêng tôi những ý nghĩa có liên quan và tôi cũng xin chia sẻ ở đây. Hôm nay được Ngài ban cho thời tiết tuyệt vời để ở ngoài trời ghi hình. Đây là một cái điều vô cùng phước hạnh. Chỗ tôi ở thì đang vào mùa thu cho nên khí hậu tuyệt đẹp, mát lạnh như là Đà Lạt. Thì hôm nay xin mời anh chị em mở Kinh Thánh ra ở địa chỉ Ma-thi-ơ đoạn 22 từ câu 35 đến câu 40. Và tôi xin đọc như sau. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Chúng ta thấy ở đây là ông thầy dạy luật hỏi Ngài chứ không phải là một người dân bình thường hỏi Ngài nhé. Tức là một bậc thầy trong Do Thái giáo, là người thông thạo luật pháp Đức Chúa Trời đặt câu hỏi. Người thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời đặt câu hỏi. Và câu trả lời của Chúa Giê-xu chúng ta đã nghe qua. Nhưng mà tôi đặc biệt lưu ý quý anh chị tại sao Chúa Giê-xu lại nói hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Từ từ thì tôi sẽ nói lý do tại sao nhé. Bây giờ xin mời các anh chị tham khảo tiếp ở Mác đoạn 12 câu 28 đến câu 34. Cũng tường thuật lại sự tương tác này giữa ông thầy dạy luật và Chúa Giê-xu một cách có thêm nhiều chi tiết hơn. Tức là ở Mác thì chép thêm nhiều chi tiết hơn một chút. Bấy giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau. Biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp bèn đến gần hỏi Ngài rằng, trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, này là điều đầu nhất, hỡi Israel, hãy nghe. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng, thưa Thầy, Thầy nói phải, hợp lý lắm. Thật, Đức Chúa Trời là có một. Ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giê-xu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng, ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu, rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Tại sao Chúa Giê-xu thấy người trả lời như người khôn? Anh chị em chú ý, như người khôn chứ không phải là người khôn tuyệt đối nhé. Và tại sao Ngài lại nói, ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu? Lưu ý, chẳng cách xa nghĩa là đang ở gần, chứ chưa được xác nhận là đã vào nước trời. Tại sao Ngài lại đáp như vậy? Đây quả thật là lời khen cho nỗ lực tìm hiểu của ông thầy thông giáo, nhưng mà tại sao Ngài lại phán như vậy? Chúng ta muốn biết câu trả lời đó, thì xin mời anh chị em tham khảo tiếp ở Luca đoạn 10 câu 25 đến câu 37, đặc biệt tường thuật có thêm nhiều chi tiết vô cùng phước hạnh. Anh chị em thấy sự kiện đối đáp này được ba sách phúc âm tường thuật mang tính bổ sung chi tiết cho nhau. Bây giờ xin mời anh chị em suy ngẫm Luca đoạn 10 từ câu 25 đến câu 37. Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng, trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì ở trong đó? Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, xin lỗi, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu, sức chỗ bị thương, rồi rịch lại,
đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau lấy hai đơ nhiê đưa cho chủ quán dặn rằng: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đi làm theo như vậy. Đó là đoạn văn tường thuật ở Luca đoạn 10 từ câu 25 đến câu 37. Hôm nay đó là ở đối diện nhà tôi có cái nhà đang xây dựng sửa chữa, cho nên thỉnh thoảng các anh chị nghe cái tiếng ồn của công nhân đang xây dựng cũng như là tiếng máy móc, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn nghe được âm thanh tôi ghi hình ở đây đúng không? Rồi trở lại dụ ngôn. Nhiều người khi nghe đến dụ ngôn người Samari nhân lành thì hầu hết đều được giáo hội giải thích ý nghĩa mang tính bề mặt, chưa phải là trọng tâm ý nghĩa mà Chúa Giêsu hàm ý trong dụ ngôn này. Chẳng hạn, các giáo hội sẽ giải thích rằng chúng ta hãy noi gương người Samari nhân lành để biết cứu giúp người khác, giúp đỡ nạn nhân, người bị hại, vân vân. Tôi tin rằng những việc đó là tốt đẹp và sự dạy dỗ đó cũng tốt đẹp, chứ không phải là tôi nói họ dạy không tốt đẹp nha. Những cái điều đó rất tốt. Nhưng mà nếu làm những việc đó mà được sự sống đời đời thì dễ quá. Các tôn giáo khác trên thế gian này đều khuyến khích làm việc lành mà, đúng không? Thậm chí người vô thần làm rất nhiều việc từ thiện nữa cơ. Và rồi nếu chỉ cần giúp người lân cận thì hưởng sự sống đời đời, phải không? Thế giúp người ở xa thì sao? Giúp người ở xa mà không giúp người ở gần thì có sao không? Có được hưởng sự sống đời đời hay không? Có mâu thuẫn với ông hàng xóm và không muốn giúp ổng nhưng lại giúp người ở xa thì có được hưởng sự sống đời đời hay không? Hay giúp người hàng xóm mà không giúp người ở xa thì có được hưởng sự sống đời đời hay không? Vân vân. Chúng ta thấy đó, nếu chỉ hiểu nghĩa đen thôi thì không thể hiểu hàm ý của Chúa Giêsu trong dụ ngôn quan trọng này. Thậm chí có giáo hội còn dạy cho giáo dân chỉ cần kính Chúa yêu người là đủ. Bây giờ anh chị em đọc kỹ ở Luca đoạn 10 câu 25. Ở đây chúng ta thấy là ông thầy dạy luật hỏi rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Đây là vị thầy dạy luật trong đạo Đức Chúa Trời đặt câu hỏi quan trọng: tôi làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Chúa Giêsu đã trả lời vô cùng chuẩn cho đúng đối tượng đặt câu hỏi. Và Ngài trả lời bằng cách hỏi ngược lại: trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Và ông thầy dạy luật đã trả lời đúng những gì đã được chép: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Chúa Giêsu xác nhận: ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Sau đó thì bản văn tường thuật rằng ông thầy dạy luật này muốn xưng mình là công bình. Bản dịch dịch như thế khiến chúng ta dễ hiểu lầm rằng là vị này muốn thể hiện, đúng không? Nhưng mà thật ra đó, khi tra cứu bản dịch bên tiếng Anh thì bản dịch ở chỗ này nó có ý nghĩa là ổng muốn chắc chắn rằng ổng có sự hiểu đúng, nên ổng mới hỏi Chúa Giêsu tiếp: ai là người lân cận tôi? Đây chính là câu quan trọng, và nếu hiểu sai người lân cận tôi thì coi như chưa hiểu gì cả. Tiếp theo thì chúng ta đã biết Chúa Giêsu liền kể một dụ ngôn như tôi đã trình bày ở trên. Bây giờ chúng ta hãy cậy ơn Chúa để hiểu đúng dụ ngôn do Chúa Giêsu kể nhé, tức là hàm ý của Ngài trong dụ ngôn đó. Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, nghĩa là đi từ trên xuống. Vị trí đi từ trên xuống. Vì thành Jerusalem có vị trí cao hơn thành Jericho. Thành Jericho là một trong những nơi thấp nhất trên thế giới và nó thấp hơn mực nước biển Địa Trung Hải là khoảng 300 mét. Như vậy thì hình ảnh cái người này là từ trên đi xuống thấp, đúng không? Người này lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương, rồi đi để người đó nửa sống nửa chết. Chúng ta suy ngẫm một chút. Ai vốn được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời ở địa vị cao trọng nhưng bị rớt xuống thấp? Kẻ cướp đời này là ai? Người đó bị lâm vào tay kẻ cướp, bị nó giật lột hết, đánh cho bị thương và bỏ mặc nửa sống nửa chết, hay gọi là sống dở chết dở đó. Ai bị vụ đó vậy, các anh chị biết không? Suy ngẫm nhé. Chúng ta xem tiếp câu 31 và câu 32 viết như thế này: vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Một lát chúng ta sẽ trở lại hai nhân vật này: lại gần, thấy rồi tại sao lại bỏ đi mà không cứu. Chúng ta đọc tiếp. Song có một người Samari đi đường,
Đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịch lại. Đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơn dê đưa cho chủ quán dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Người Samari là người gì các anh chị? Người Samari chính là người Do Thái lai với người ngoại quốc. Dân Do Thái thuần chủng thường khinh rẻ người Samari. Họ cho rằng người Samari là ô uế với dân ngoại rồi, đã lai tạp rồi, và họ không giao tiếp với người Samari. Chúng ta suy ngẫm chỗ này tiếp. Ai là người cũng có yếu tố lai lai? Các anh chị biết không? Ai là người cũng có cái yếu tố lai lai này? Tôi gợi ý chúng ta suy ngẫm chỗ Thư Tín Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 9 chép như thế này. Ngài vốn hiện hữu trong hình thể thần linh, song chẳng coi sự bình đẳng mình với thần linh là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây mọc hình. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 9 chép như vậy. Chúng ta thấy yếu tố lai lai ở đây chưa? Tôi để đấy cho anh chị suy ngẫm. Chúng ta quay trở lại dụ ngôn nhé. Chúng ta xem là người Samari này làm gì. Người Samari này thấy người bị nạn thì động lòng thương, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương nè, rồi băng bó lại nè, rồi cho cưỡi trên con vật mình đang cưỡi nè, còn mình thì đi bộ, tức là đổi vị trí với người bị hại, rồi đưa đến quán trọ nè, trả hai đơn nhiê cho chủ quán nè, vân vân. Sao lại là hai đơn nhiê mà không là ba hay một hay bốn hay năm? Chúng ta biết thời của Chúa Giêsu, chúng ta lưu ý một ngày công lao động được trả là một đơn nhiê nhé. Ở đây người Samari trả hai đơn nhiê, nghĩa là tương đương với hai ngày. Đến ngày thứ ba, tôi để đây để các anh chị suy ngẫm tiếp. Người Samari căn dặn, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Người Samari này sẵn sàng trả giá cho bất kỳ sự thiếu nợ nào. Suy ngẫm về nạn nhân các anh chị nhé. Bây giờ chúng ta suy ngẫm kỹ đây, nhìn cận cảnh. Từ chỗ cao xuống chỗ thấp, bị cướp giật lột, đánh cho bầm dập, sống dở, chết dở, bỏ nằm đó. Loài người luôn khao khát được cứu, nên thường bám vào các tôn giáo. Hình ảnh thầy tế lễ, tiếng Anh dịch là priest, có mặt trong hầu hết các tôn giáo. Mấy thầy tế lễ thuộc các tôn giáo khác đều có tước vị là priest, kể cả thầy tế lễ trong Do Thái giáo. Ở dòng Levi cũng được gọi là priest. Nhưng những tôn giáo khác, kể cả Do Thái giáo, cũng không cứu được nạn nhân. Hay nói cách khác là nạn nhân cũng đã không được cứu bởi các tôn giáo này, đặc biệt các tôn giáo có hàng giáo phẩm để cai trị dân chúng. Mà ở đây chỉ có người Samari là người mang yếu tố lai. Hay nói thẳng ra, hình ảnh người Samari nhân lành chính là hình ảnh của Chúa Giêsu đấy. Ngài đã xuống thế để giải cứu loài người, chữa lành thương tích thân thể lẫn tâm linh, đổi địa vị cho loài người để cho loài người được khôi phục lại địa vị làm con Đức Chúa Trời tối cao. Ngài đã trả giá và cam kết sẽ trả thêm dù cái giá ở mức nào đi nữa. Ngài đã về trời và chúng ta vẫn còn ở nhà trọ này. Khả năng tái phạm của chúng ta vẫn còn. Nhưng cảm tạ Chúa Giêsu, nếu chúng ta ngã nhưng ăn năn và đứng dậy tiếp thì bao nhiêu Ngài cũng đều trả hết. Huyết Ngài đã rải ra một lần là đủ cả. Trả cho sự vi phạm trong quá khứ, trong hiện tại và khả năng vi phạm trong tương lai, miễn sao chúng ta còn nhờ cậy Ngài. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu hỏi ông thầy dạy luật, trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi ngươi. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi làm như vậy, làm theo như vậy. Ông thầy dạy luật đã trả lời đúng và Chúa Giêsu phán tiếp, hãy đi làm theo như vậy. Làm theo như vậy là làm sao? Có nghĩa là hãy yêu người lân cận như chính mình. Người lân cận thật sự ở đây chính là Giêsu Christ, là người đã xót thương nhân loại bị kẻ kia cướp, giật lột, đánh cho sống dở, chết dở, bị mất địa vị. Và chính Chúa Giêsu vâng lệnh Cha từ trên cao đi xuống thấp để khôi phục lại tất cả cho loài người, thậm chí còn tốt đẹp hơn nữa. Loài người ở đây chính là người nào chịu tiếp nhận chương trình này, còn không chịu tiếp nhận thì coi như từ chối dự phần vào chương trình giải cứu và khôi phục của Đức Chúa Trời.
Vì lẽ đó, bây giờ chúng ta đã hiểu hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Nghĩa là để có sự sống đời đời, chúng ta cần phải hiểu luật pháp và lời tiên tri đều dạy chúng ta sự nhận biết Đức Chúa Trời có một và thật, và con của Ngài là Jesus Christ. Jesus Christ chính là người lân cận thật của chúng ta. Tôi nhắc lại, Jesus Christ chính là người lân cận thật của chúng ta. Hãy yêu Ngài như chính mình, vì Ngài đã đổ huyết để cứu chúng ta, khôi phục địa vị làm con của cha Ngài, tức là Jehovah Đức Chúa Trời, cho chúng ta. Chúng ta bị mất địa vị đó vì cớ tội lỗi, và Ngài đã khôi phục lại cho chúng ta. Chúng ta xem dụ ngôn này khớp với văn 17:3 như thế nào nhé. Văn 17:3 chép như thế này: và sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng cha đã sai đến. Văn 17:3 và 2 điều răn trọng nhất trong luật pháp Đức Chúa Trời là: thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Ở Luca đoạn 10 câu 27 tôi nhắc lại, người lân cận thật sự ở đây chính là Jesus Christ, chứ không phải nghĩa đen theo kiểu giúp đỡ người khác hay là làm từ thiện thì lập tức có sự sống đời đời. Không phải như vậy. Mặc dù việc giúp đỡ người khác cũng là việc làm tốt đẹp, vì chúng ta không thể yêu người khác trọn vẹn được. Sự thiếu sót trong tình yêu của chúng ta đã được Chúa Jesus Christ bù đắp, nên Ngài dạy chúng ta phải yêu thương Ngài. Chỉ có tiếp nhận Jesus Christ thì mới có sự sống đời đời. Và phải hiểu Ngài là con của Đức Chúa Trời, chứ không phải giống như giáo lý ba ngôi hoặc là bất kỳ giáo lý nào dạy Jesus Christ là Đức Chúa Trời. Họ đã gieo một cái giáo lý sai trật, nói rằng Jesus là Đức Chúa Trời xuống thế làm người. Hãy tránh xa giáo lý ba ngôi ra, và xin Chúa Jesus mở trí cho chúng ta để hiểu luật pháp và lời tiên tri liên quan đến Ngài như thế nào. Luật pháp và lời tiên tri trong Cựu Ước đã ứng nghiệm trên Jesus Christ như thế nào. Đức Chúa Trời là tác giả của luật pháp và lời tiên tri để làm chứng về con của Ngài. Và tôi cũng không quên nhắc lại hồi đầu clip tại sao Ngài khen ông thầy dạy luật. Ông trả lời về luật đó rất là rành rọt, rất đúng, nhưng ông chưa hiểu thấu đáo, nên ông chỉ mới ở gần nước trời thôi, chứ chưa được xác nhận là vào nước trời. Và Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn này để dạy cho ông, và cũng để trả lời cho ông và dạy cho chúng ta, cũng như đã trả lời cho chúng ta rằng phải làm gì để có sự sống đời đời. Tóm lại, các nhân vật trong dụ ngôn mà Chúa Giê-xu kể phản ảnh các tuyến nhân vật thực sự như sau, tức là hình ảnh của các tuyến nhân vật thực sự như sau. Hình ảnh mà người đi từ thành Jerusalem xuống thành Jericho và bị cướp đó, đó chính là hình ảnh của loài người nói chung. Kẻ cướp chính là ma quỷ và đứng đầu là Satan. Thầy tế lễ và người Lê Vi là hình ảnh người đứng đầu các tôn giáo ở trên mặt đất này. Người Samari nhân lành chính là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Các chi tiết trong dụ ngôn thì anh chị em hãy nài xin cha ban Thánh Linh để dẫn anh em vào ý nghĩa còn sâu nhiệm hơn gấp bội lần nội dung mà tôi trình bày ở clip này nhé. Tôi trình bày chưa có đầy đủ đâu, chỉ mang tính gợi mở để Thầy Giê-xu dạy anh chị em trọn vẹn hơn. Nguyện xin ân điển từ nơi Đức Chúa Trời là Cha và từ nơi Chúa Giê-xu Christ ở cùng anh chị em hết thảy. Anh chị em hãy yêu người lân cận thật chính là Giê-xu Christ như chính mình nhé. Thật là phước hạnh khi được Chúa chỉ cho ý nghĩa thật sự trong dụ ngôn mà Ngài nói.